Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên một cái combo 5 cây hồ điệp với giá 200.000, đủ loại gồm có là hai cây hồ điệp phân cành, một đại, một mini. Đấy, một hồ điệp thơm, một hồ điệp chớp và một hồ điệp ná biên. Đấy, rất phù hợp cho mọi người mà muốn mua siêu tầm nhiều giống trong một lần nhá. Thì 5 cây này hôm nay em bán với giá là 200.000. Mặt hoa thì em sẽ quay qua cho mọi người xem nhé. Hồ điệp chớp ấy thì nó có hồng chớp và cam chớp, thì đây em làm mẫu cái cây hồng chớp nhá. Đó, đây là hồ điệp lá biên. Lá biên thì nó cũng là một cái dòng phân cành sai hoa, hoa chùm. Đó, đây là phân cành hoa đại. Phân cành hoa đại nhá. Đấy, phân cành hoa đại này, rất là nhiều. Đây là phân cành hoa mini. Đấy, ngoài ra còn một cái cây hồ điệp thơm nữa thì nó cũng là cái dòng mini. Đó, nhưng mà nó là hoa vàng và hoa cam thì nó thơm. Đó, năm cái cây của nhà em thì nó đều là những cái cây mà cây nhỡ rồi. Đấy, để phục vụ hoa Tết nhá. Mình trồng từ giờ đến Tết là nó sẽ đạt đến cái hình thái trưởng thành hoàn toàn và sẽ cho hoa nó đạt cái chất lượng tốt nhất. Thì 5 cây này 200.000 em sẽ bao ship toàn quốc nhá. Hình thức cây đây, em sẽ quay qua cho mọi người xem. Hồ điệp lá biên này. Đấy, chơi cả thân hoa lá đều được. Đây là hồ điệp phân cành. Đây là phân cành mini nhá. Đấy, phân cành mini, phân cành đại này. Đấy, phân cành đại. Đây là hồ điệp thơm này. Hồ điệp thơm nhá, vàng hoặc cam. Đây là hồ điệp chớp. Chớp thì có cam chớp, hồng chớp và trắng chớp nhá. Thì mỗi thứ một loại, mỗi giống một cây, làm sao cho đủ 5 giống nhá. 5 giống với giá là 200.000 bao ship toàn quốc. Còn về cái màu hoa ấy, thì màu hoa mọi người có thể xem qua ở trên những cái video em quay rồi. Thì ví dụ mà các bác ở bác nào muốn lấy hồ điệp cam thơm thì lấy cam thơm, còn vàng thơm thì lấy vàng thơm. Đấy, trong đó nó có một cây thơm. Đấy, tùy mọi người. Đấy, nói chung là combo 5 cây, tùy mọi người muốn lấy giống nào thì lấy. Đấy, phân cành thì nó có trắng này, có tím này, có hồng anna này, các thứ. Thì mọi người có thể tùy ý chọn màu. Đó. Đây là hồ điệp thơm này, chớp, thơm. Em nhắc lại nhá. Lá biên này, mini phân cành này, đại phân cành này, hồ điệp thơm này và hồ điệp chớp. 5 cái cây với giá là 200.000 nhá, bao ship toàn quốc. Mọi người mua hàng ấy thì gọi theo cho em theo số điện thoại là 0974702106 nhá. Và nói rõ cho em là mua cái combo 5 cây 200.000. Đó. Thì em sẽ lấy chuẩn cái mặt hàng cho mọi người. Số điện thoại em để dưới bài viết nha. Em xin chào các bác.